Xin chào các bạn đã quay lại với kênh Anh Minh Audio của mình. Ở cuối tập trước, sau khi nghe Phi Hồng Thánh Chủ lải nhải một hồi về chuyện của Tần Trần, làm quản hàng cung chủ trầm mặc một hồi, sau đó đột nhiên lên tiếng nói. Người này, bản cung đã từng nhìn thấy, đích xác là kỳ tài ngút trời. Quản hàng phủ ta xem ra là có được đại khí vận, lại có thể sinh ra tuyệt thế kỳ tài như vậy. Ngay cả Đông hoàng thế gia đông hoàng tuyệt nhất ở Tây thiên giới, cùng với gia các thế gia gia các thế của Nam thiên giới đều bị đánh bại, thậm chí còn chiếm được kho báu truyền thừa do thiên hỏa tôn giả để lại, nếu còn tiếp tục như vậy, quản hàng phủ ta tất sẽ có một ngày trấn hưng ta thấy chưa chắc phi hồng thánh chủ đột nhiên the thế nói cung chủ người này đã gây ra đại họa người có biết không trong thí luyện ở thiên giới người này nghe đồn đã giết đông hoàng tuyệt nhất của tây thiên giới và các hút của nam thiên giới thậm chí ta nghe nói đông thiên giới diệu diệt dị phủ thánh tử diệu vô danh sau thí luyện ở thiên giới đã không còn bóng dáng nghe nói cũng có quan hệ rất lớn với người này lấy tính cách diệu diệt dị phủ nhất định sẽ tìm tới cửa đến lúc đó chỉ sợ tất cả mọi người trong quảng hàng phủ chúng ta đều lâm vào nguy nan trong thí luyện thiên giới bất luận sai lầm gì cũng không tính là sai đây là quy củ thiên giới vô số năm qua chế định ra các thế lực lớn đã sớm ngầm đồng ý huống chi trừ gia các hút kia quả thật là bị từng trần chém giết dưới mắt mọi người cái gì đông hoàng tuyệt nhất diệu vô danh đều không thấy tận mắt dựa vào cái gì mà nói là từng trần động thủ quản hàng cung chủ nhìn phi hồng thánh chủ một cái lại nói hơn nữa dựa theo quy củ của thiên giới đừng nói từng trần chỉ chém giết mấy vị thiên kiêu cho dù là chém chết con trai của tôn giả cũng không thể sau đó thanh toán diệu diệp phủ dựa vào cái gì động thủ với quản hàng phủ chúng ta Cùng chủ đại nhân cũng không thể nói như vậy ánh mắt khai giật thánh chủ lóe lên cũng nói chúng ta không cần nói đến tranh đấu trong thí luyện thiên giới này nhưng nghe nói người này lúc ở thiên giới thí luyện bên cạnh có một nữ tử tên là trần tư tư đã từng thi triển ra đại đạo ma tộc về sau tung tích không thấy nếu hết thảy đều là sự thật như vậy người này chỉ sợ cũng không đơn giản như vậy lai lịch người này không rõ mặc dù xuất hiện ở quảng hàng phủ chúng ta nhưng cũng không phải là thế lực bản địa của quảng hàng phủ chúng ta bồi dưỡng vạn nhất người này là gian tế của ma tộc vậy thì phiền toái không thể không dò xét lời của khai giật thánh chủ cũng dẫn tới rất nhiều cường giả quảng hàng phủ nhau nhau nghị luận chuyện này ta cũng có nghe nói nhưng đều không có chứng cứ thực tế quảng hàng cung chủ hừ lạnh nói thật ra bổn cung cũng có nghe nói lần thí luyện thiên giới này truyền thừa thiên hỏa tôn giả của nhân tộc chúng ta rõ ràng bị ma tộc nhìn chằm chằm thậm chí suýt chút nữa bị ma tộc cướp đi vào thời khắc sống còn chính là từng trần kia ra tay đoạt lại truyền thừa của thiên hỏa tôn giả từ tay ma tộc đồng thời lúc người này ở thiên giới thí luyện đã từng đại khai sát giới với thiên kiêu ma tộc người nói hắn là gian tế của ma tộc thì quá là võ đoán. Thân phận của người này quả thật có chút kỳ quái, thế nhưng kẻ này chỉ xuất hiện ở quản hàng phủ ta mà thôi, cũng không phải đệ tử quản hàng phủ ta, mà là đệ tử của phân bộ Thiên Công Tác. Các ngươi xem, đây là một phong thư mà trước đó Diệu Quang Thánh chủ đã đưa cho ta. Diệu Quang Thánh chủ cũng đã tu luyện đến cảnh giới Thánh chủ sơ kỳ đỉnh phong, cách Thánh chủ trung kỳ chỉ có một bước, hơn nữa còn là đệ tử của một đại nhân vật nào đó trong Thiên Công Tác. Người này đã mở miệng, muốn bảo vệ từng trần kia. Trong lúc nói chuyện, quản hàng cung chủ lắc tay áo một cái, lập tức một phong thư bay ra phi hồng thánh chủ kia vẫy tay một cái lá thư này rơi vào trong tay hắn trong nháy mắt trên bức thư kia hiện ra một cổ lực lượng mênh mông ngưng tụ thành một hư ảnh hư ảnh này chính là hình dáng của diệu quan thánh chủ lực lượng dũng động như đại dương mênh mông ngay cả phi hồng thánh chủ cũng có chút không cầm cự được khí tức bị ngăn chặn sao lại có lực lượng mạnh mẽ như vậy phi hồng thánh chủ kinh hải nói cho dù diệu quan thánh chủ này là thánh chủ sơ kỳ đỉnh phong nhưng tốt xấu gì lão phu cũng là sơ kỳ thánh chủ lâu năm một thân tu vi cũng tiếp cận sơ kỳ đỉnh phong người này chỉ là một hư ảnh mà thôi cứ nhiên trên khí tức có thể ngăn chặn lão phu ở một bên khác khai giật thánh chủ cũng lộ ra vẻ khiếp sợ đối phương chỉ là một hư ảnh mà thôi khiến hắn và phi hồng thánh chủ đều cảm thấy sợ hãi hoàn toàn vượt qua dự đoán của hắn quản hàng cung chủ các vị bằng hữu của quản hàng phủ có lễ tin tức của tần trần bản tọa cũng đã biết được người này mặc dù đại biểu cho quản hàng phủ nhưng cũng là đệ tử thiên công tác của ta bản tọa biết được hắn tại nơi thí luyện thiên giới đã gây ra phong ba kinh người chư vị đều phải chịu áp lực cực lớn chẳng qua hy vọng các vị bằng hữu nể mặt thiên công tác của ta không nên làm lớn chuyện nếu như có người muốn tìm chư vị phiền toái có thể dẫn dụ đối phương tới thiên công tác ta sự việc lần này bản tọa đã truyền tin cho tổng bộ nếu ai dám động đến đệ tử của thiên công tác ta cứ đến thử xem dứt lời hư ảnh của diệu quan thánh chủ lập tức biến mất thế nào chư vị tuy diệu quan thánh chủ chỉ là phân bộ bộ trưởng thiên công tác của quảng hàng phủ ta nhưng trên thực tế lại là từ bộ trưởng của tổng bộ thiên công tác hạ phóng nghe nói người này ở tổng bộ thiên công tác cũng có hậu trường mà chuyện lần này diệu quan thánh chủ đã lập tức đưa tin cho tổng bộ thiên công tác tìm kiếm sự trợ giúp yêu cầu cao tầng của tổng bộ thiên công tác ra tay giải cứu từng trần nếu như diệu quan thánh chủ đã nói như vậy rồi chẳng lẽ chư vị nhất định muốn nhắm vào tầng trần kia cung chủ quản hàng cung lạnh lùng nói rất nhiều cao thủ cường giả khi nghe được chuyện này thì đều khiếp sợ quay sang nhau to nhỏ bàn luận ta đã nghe nói về diệu quan thánh chủ này thật ra là một vị thiên kiêu của thiên công tác tổng bộ chỉ có điều làm việc quá bá đạo nhảy nhót nhiều lần gây phiền toái gây ra tai họa cho nên mới bị hạ xuống phân bộ tại quản hàng phủ để mai dũa tính tình tin đồn này ta cũng có nghe nói khó trách một thân thực lực người này khủng bố như vậy cường giả bực này sơ kỳ đỉnh phong thánh chủ tất nhiên không phải là điểm cuối của bọn họ huống chi nếu thiên công tác tức giận xuống quản hàng phủ chúng ta cũng không chống đỡ được cung chủ đại nhân vậy bây giờ chúng ta phải làm sao từng cường giả nghị luận âm ỉ trong đó có người dò hỏi làm sao bây giờ hay là trước tiên hiểu rõ nguyên do của sự tình không bằng gọi ra những đệ tử tiến vào thiên giới thí luyện hỏi rõ ràng tình huống cụ thể các nàng là đương sự mới là người hiểu rõ nhất đúng vậy cung chủ đại nhân ta nghe nói người này còn có một nữ nhân tên là u thiên tuyết tựa hồ là đệ tử quan môn mà cung chủ đại nhân mới thu nhận theo ta thấy không bằng gọi cả u thiên tuyết kia tới nếu như từng trần kia thật sự là gian tế ma tộc u thiên tuyết kia tất nhiên sẽ biết được một ít bí ẩn chỉ cần sư hồn người này là có thể tìm được chân tướng phi hồng thánh chủ cười lạnh nói đây cũng là chủ ý không tệ chúng ta không biết lai lịch của tên từng trần kia như vậy chỉ cần sư hồn u thiên tuyết tự nhiên có thể biết được chân tướng còn có người của trần đế cát nghe nói tên từng trần kia thành lập một trần đế cát ở quảng hàng phủ chúng ta đều là hắn dòng chính chỉ cần sưu hồn bọn họ cũng có thể biết được một ít tình báo lời này vừa nói ra một số cường giả dưới trướng phi hồng thánh chủ đều tán thành liên tục cười lạnh quảng hàng cung chủ nghe vậy thì nhíu mày nói thiên tuyết đang bế quan không thể quấy rầy nhìn thấy đám người phi hồng thánh chủ còn muốn nói gì sắc mặt quảng hàng cung chủ trầm xuống xua tay cứ như vậy đi trước gọi bọn úy tư thanh nhìn xem từng trần kia đến cùng là như thế nào sau khi úy tư thanh trở về liền bế quan về phần những đệ tử khác cũng không tiến vào yêu ma giới hiểu rõ cũng không nhiều xem ra chỉ có thể từ trên người úy tư thanh mới có thể hiểu được chân tướng sắc mặt phi hồng thánh chủ trầm xuống mắt nhìn khai giật thánh chủ lại không nói gì dù sao quản hàng phủ bây giờ vẫn là quản hàng cung chủ làm chủ mà lúc này trong bí cảnh giao trì ở chỗ sâu quản hàng phủ úy tư thanh đang ở trong giao trì thánh dịch tiến hành tu luyện toàn thân nàng bao phủ trong một loại thần quan đặc biệt trên người vườn quanh vô số khí tức hàng băng phía sau đầu một vòng thánh quan bất diệt thật giống như đại nhật của thiên giới từ từ bốc lên quả thực là có thể phá tan tất cả bình chứng lần thí luyện này mặc dù tu vi không phải cao nhất thiên giới nhưng nàng bởi vì đi theo tầng trần tuyệt đối là một trong những người có thu hoạch lớn nhất trong cơ thể của nàng ẩn chứa khí tức ma hỏa tầng trần cho sau khi trở về thiên giới trong nháy mắt liền tiến vào bế quan vốn dĩ úy tư thanh chỉ là bá chủ thiên thánh hậu kỳ về sau trong yêu ma giới xâm nhập vào phế tích tôn giả tu vi đột nhiên tăng mạnh đã chạm đến cảnh giới thiên thánh hậu kỳ đỉnh phong sau đó lại được tầng trần cho ma hỏa tôn giả sau khi trở lại thiên giới Tu vi Tư Thanh tiến triển cực nhanh, đã sớm triệt để tiến vào Thiên Thánh Hậu Kỳ đỉnh phong, thậm chí bắt đầu suy diễn tới cảnh giới Thánh Chủ. Trong đầu nàng không ngừng dũng động đủ loại kinh nghiệm chiến đấu lấy được ở nơi thí luyện Thiên Giới, thậm chí là các loại chiến đấu thần thông quy tắc trong yêu ma giới. Mỗi một đạo tinh túy võ đạo đều suy tính trong đầu nàng, lại kết hợp với khí tức ma hỏa ngàn tơ vạn sợi tạo thành cảm ngộ thuộc về chính nàng. Trên người nàng vạn đạo linh quan nở rộ. Nếu như giờ phút này có cao thủ nhìn thấy nàng, nhất định sẽ thất kinh bởi vì khí tức linh quan trên người ý Tư Thanh vậy mà mang theo một tia hương vị thánh chủ hiển nhiên trong hơn một tháng ngắn ngủi này úy tư thanh vậy mà đều chạm đến một tia thánh chủ chi đạo thậm chí bắt đầu tiến đến nửa bước thánh chủ đúng lúc này úy tư thanh đột nhiên đứng lên thân thể run lên từng vòng từng vòng hàng khí phát ra rõ ràng tạo thành từng đồ hàng băng ly long mỗi một đồ hàng băng ly long đều tản mắt ra lực lượng chí âm đồng kết cả một phương hư không này những hàng băng ly long này không ngừng rít gào hóa thành khí tức vô hình thủ hộ quanh thân úy tư thanh tôn nàng lên như một vị thần linh cao quý thần thánh ôn nhã hơn nữa bàn tay úy tư thanh điểm một cái sát ý trên đầu ngón tay ngưng tụ cao độ lập tức một phương thiên địa này giống như bắt đầu sụp đổ giống như thiên giới đại phá diệt muốn ngưng tụ thành một điểm nhỏ hướng về đầu ngón tay úy tư thanh ngưng tụ lại giữa thiên địa phản phất tất cả đều biến mất chỉ có ngón tay ngọc thon dài của úy tư thanh là một chỉ hủy diệt vạn giới đây chính là tuyệt kỹ băng vẫn vạn giới cũng là đỉnh cấp thần thông nàng nắm giữ trong truyền thuyết một khi thi triển ra có thể vẫn lạc ngàn vạn thế giới để vô số sinh linh đồ thắng thanh tẩy thiên giới là do một vị đại năng vô thượng đỉnh cấp thời viễn cổ sáng chế bất quá một kích này đã từng bị thần thông khởi nguyên của tầng trần phá diệt nhưng mà giờ phút này khi ý tư thanh thi triển ra lập tức quỷ thần kêu rên thiên địa chấn động phá diệt thương khung thời không nghịch chuyển có một loại cảm giác khai thiên tích địa được ta đã cảm ngộ đạo thánh chủ đã đi vào một loại tình trạng hoàn toàn mới chỉ cần cho ta đầy đủ thời gian bước vào cảnh giới nửa bước thánh chủ chỉ là chuyện trong tầm tay đương nhiên muốn trở thành thánh chủ lại còn rất khó hiện tại tích lũy của ta còn xa xa không đủ còn cần nhiều kinh nghiệm và khổ tu hơn thậm chí đối với lịch luyện tâm trí thanh âm úy tư thanh âm thầm nói đột nhiên tâm linh nàng khẽ động cảm giác được có người tiến vào bên trong thánh địa giao trì này là ai thanh âm úy tư thanh vang lên nói nàng là đại sư tỷ quản hàng cung hơn nữa nhận được mệnh lệnh của cung chủ đến đây bế quan vậy mà có người đến quế rầy nàng chẳng lẽ trong quản hàng phủ xảy ra đại sự gì sao ha 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 không hổ là thiên kiêu cao cấp nhất của quản hàng phủ ta đại sư tỷ hiện tại của quản hàng cung một bà lão bước vào thánh địa giao trì xuất hiện tại nơi tu luyện của ý tư thanh đây là một vị thái thượng trưởng lão đỉnh cấp của quảng hàng phủ cao thủ bán thiên thánh xưa nay rất ít xuất hiện chuyện hôm nay quá lớn mới đến đây thương nghị bà lão này vừa tiến vào trong thánh địa giao trì liếc mắt liền thấy được khí tức kinh khủng của mấy chục con hàng băng ly long bốc lên còn có khí tức của thánh chủ chi đạo kinh người không khỏi chấn động nguyên lai là hải liên thái thượng trưởng lão tư thanh bái kiến thái thượng trưởng lão úy tư thanh vội vàng hành lễ nàng đương nhiên đã nhìn ra một bà lão này là cao thủ ẩn cư của quảng hàng phủ thái thượng trưởng lão rất ít xuất hiện nhưng một khi quản hàng phủ có nguy cơ thì sẽ xuất thế tư thanh ngươi đi theo ta Cung chủ muốn triệu hóa ngươi hỏi thăm một ít chuyện trong thí luyện ở thiên giới thái thượng trưởng lão hải liên này trực tiếp nói rõ ý đồ đến đây vâng thái thượng trưởng lão úy tư thanh còn tưởng là quản hàng phủ xảy ra đại sự gì đó nghe vậy thở phào nhẹ nhõm biết mình kết thúc thí luyện ngoại trừ cung chủ đại nhân lập tức tiến vào bế quan còn chưa gặp qua nhiều cao tầng cũng đã đến lúc phụng mệnh cung chủ úy sư tỷ sư tỷ bái kiến sư tỷ trên đường đám thiên kiêu quản hàng phủ khác cùng nàng tiến vào chỗ thí luyện những người này tự hồ cũng bị triệu hoáng từng người tu vi cũng đều đột nhiên tăng mạnh trong đó có mấy người đều bước vào thiên thánh hậu kỳ nhìn thấy úy tư thanh thì hưng phấn tiến lên thí luyện ở thiên giới các nàng đều lấy úy tư thanh làm chủ kết giao tình hữu nghị hiện tại nhìn thấy úy tư thanh tự nhiên hưng phấn không gì sánh được đặc biệt là ô linh cũng đã bước vào thiên thánh hậu kỳ có thể gọi là kinh hỉ liên tục càng là hưng phấn không thôi sư tỷ người nói cung chủ đại nhân gọi chúng ta qua đó làm gì nghe nói rất nhiều lão tiền bối ẩn cư của quản hàng phủ chúng ta đều xuất quan có phải là phát sinh chuyện lớn gì hay không ô linh tinh quái hưng phấn nói ta thấy vẫn là bởi vì chuyện thí luyện thiên giới đi cung chủ nhất định là tới tìm chúng ta hỏi chuyện thí luyện thiên giới nghe nói lần này lão cung chủ quản hàng cung chúng ta đều xuất quan nghe nói là cung chủ tiền nhiệm chuyện đó đã xảy ra từ vạn năm trước không thể tưởng được lão cung chủ lại còn ở đây khi đó quản hàng phủ chỉ sợ căn bản không phải bộ dáng hiện tại một đám người nghị luận sôi nổi vị tiền bối này ngài cũng là trưởng lão quản hàng cung chúng ta sao ô linh nhìn hải liên thái thượng trưởng lão nói tiền bối ngày năm đó nhất định vì quản hàng cung chúng ta lập được công lao hãng mã không ngờ lần này còn làm phiền tiền bối ngài xuất mã tiền bối ngài yên tâm sau này quản hàng cung liền giao cho chúng ta bảo vệ ngài chỉ cần an tâm tu luyện đột phá là được rồi nếu như tiền bối ngài cũng có thể đột phá cảnh giới thánh chủ vậy quản hàng cung ta tất nhiên sẽ lên một tầng nội tâm bà lão có chút xúc động thở dài nói lão thân tên là hải liên các ngươi cứ gọi thẳng tên ta là được cung chủ đại nhân thông báo cho các ngươi đi qua chủ yếu là lần này quản hàng phủ chúng ta có một người tên là tần trần gây ra đại sự ở nơi thí luyện thiên giới một đám người lão cung chủ phải nghiêm trị tần trần kia cho nên tìm các ngươi hỏi thăm tình huống các ngươi cũng không cần khẩn trương bất quá sau khi nhìn thấy lão cung chủ phải ăn nói khép nép một chút tính tình lão cung chủ không tốt cố gắng rủ bỏ quan hệ rõ ràng với tần trần kia nếu không chỉ sợ sẽ có tai họa đương nhiên có cung chủ đại nhân bảo vệ các ngươi hẳn là cũng sẽ không có vấn đề gì nhưng các ngươi cũng phải hiểu lão cung chủ mặc dù ẩn giấu rất nhiều năm nhưng dù sao còn có một đám lão già ủng hộ hắn vẫn cần phải chú ý thái độ của hắn cái gì lão cung chủ muốn nghiêm trị tần trần tần huynh ở nơi thí luyện không để ý nguy hiểm giải cứu chúng ta dẫn dắt chúng ta tìm kiếm các loại tài nguyên chúng ta mới có cơ hội đột phá hơn nữa tần huynh còn tranh đoạt cho nhân tộc chúng ta rất nhiều vinh quang chém giết rất nhiều ma tộc cùng địch nhân của Quảng hàng phủ chúng ta lần này bởi vì tần trần Quảng hàng phủ chúng ta thanh danh đại chấn cung chủ bọn họ vậy mà muốn nghiêm trị tần trần lông mày úy tư thanh lập tức dựng thẳng lên một cổ sát khí bành trướng đột nhiên tràn ra trong thân thể của nàng tràn ngập khí tức hàng băng một cổ uy áp dọa người quét ra ngay cả hải liên kia cũng khiếp sợ vạn phần mà thần sắc những đệ tử khác cũng đều kinh sợ từng người khó có thể tin được nơi thí luyện các nàng đều đi theo tầng trần tự nhiên biết cống hiến của tầng trần ở nơi thí luyện cách làm của lão cung chủ cũng quá lạnh lẽo các ngươi cũng đừng lo lắng quá nhiều các ngươi là con cháu đích hệ quản hàng cung ta sẽ không có chuyện gì đâu nghe nói tầng trần chỉ là đệ tử của thiên công tác mặc dù có thể ở nơi thí luyện có tình nghĩa đồng bạn với các ngươi nhưng các ngươi cũng không cần vì một ngoại nhân mà chọc giận bọn lão cung chủ ô linh nghe vậy thì lông mày nhíu lại vừa định mở miệng lại bị úy tư thanh cắt ngang ô linh không cần phải nói hãy liên thái thượng trưởng lão đa tạ ý tốt của ngươi lát nữa chúng ta sẽ chú ý lúc này lửa giận trong lòng úy tư thanh đã không cách nào đè nén vì quản hàng phủ vì nhân tộc từng trần ở thiên giới thí luyện trả giá bao nhiêu hắn vốn có thể một mình hành động căn bản không cần giúp đỡ nhưng hắn vì quản hàng phủ trả giá rất nhiều nhưng hiện tại lại có người trực tiếp muốn nhằm vào hắn để bảo vệ danh tiếng quản hàng phủ lập tức khiến trong lòng úy tư thanh tức giận không thôi hiện tại quãng hàng phủ quá mục nát mục nát đến mức khiến cho nàng tức giận nàng cảm thấy mình có nghĩa vụ rửa sạch tất cả cho tầng trần nàng đi theo sau lưng hải liên thái thượng trưởng lão rất nhanh đã tới nơi hội nghị sâu nhất trong quãng hàng cung ý tư thanh mang theo rất nhiều thiên kiêu thánh nữ quãng hàng cung giải bước vào không gian hội nghị vừa đi vào lập tức cảm thấy toàn thân đều bị nhìn chằm chằm toàn thân trên dưới giống như không giữ lại một chút bí mật nào các loại ánh mắt quét tới như là đang đánh giá các nàng hả đây chính là nội tình của quãng hàng cung chúng ta rất nhiều cao thủ bán thánh chủ đều không ít hai vị này khí tức thật mạnh chẳng lẽ chính là hai vị cao thủ thánh chủ ẩn dấu của quảng hàng cung chúng ta ánh mắt úy tư thanh nhìn lên phía trên lập tức cảm nhận được rất nhiều lực lượng kinh khủng nàng mặc dù là đại sư tỷ quảng hàng cung đệ tử thân truyền của quảng hàng cung chủ nhưng kỳ thật rất nhiều cao thủ ẩn cư cũng không biết dù sao nàng còn chưa đến thời điểm kế thừa y bác của quảng hàng phủ ánh mắt úy tư thanh rơi vào trên người nhiễm hàng cung chủ hành lễ nói bái kiến sư tôn quảng hàng cung chủ quét mắt nhìn sang úy tư thanh lập tức phát hiện khí tức trên người ý tư thanh vô cùng thâm trầm thánh chủ lực ý tư thanh người đã nắm giữ một chút đạo thánh chủ đây là điềm báo muốn bước vào bán thánh chủ quản hàng cung chủ quét nhìn thân thể ý tư thanh một chút lập tức phát hiện rất nhiều huyền bí tâm linh hơi động bật thốt lên ngươi vậy mà trong hơn một tháng công phu nhanh như vậy đã lĩnh ngộ được cảnh giới này ngươi hiện tại trẻ như vậy nếu như trong khoảng thời gian ngắn có thể đột phá nửa bước thánh chủ tương lai có khả năng thành tựu thánh chủ vô cùng to lớn trong vòng vạn năm quản hàng phủ ta tất nhiên sẽ xuất hiện một vị thánh chủ khác Đến đây cũng hết nội dung của tập này rồi. Cảm ơn mọi người đã xem hết video. Nếu thấy hay, mọi người nhớ cho mình một like, một đăng ký kênh và đừng quên để lại comment góp ý của mọi người nha.